Xin mến chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em. Tiếp tục những chuyến đi rừng thì hôm nay em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị một loại dược liệu, một loại rau vô cùng quen thuộc đối với bà con vùng cao. Đây là loại rau mà hôm nay em muốn chia sẻ. Cô bác và anh chị mình nhận ra đây là rau gì không ạ? Đây là cây rau dớn, một cái loại rau mà rất là quen thuộc đối với các đồng bào, các dân tộc thiểu số ở khu vực phía Bắc. Cây này thì chủ yếu nó sinh trưởng và phát triển ở những cái nơi mà ven rừng đồi, ven các cái con suối ẩm thấp thì nó sẽ có cái loại này. Cây rau dớn là một loại dương xỉ có thân rễ ngắn, mọc bò và sống dai, có chiều cao từ khoảng một nửa mét đến 1 mét, phiến lá kép lông chim. Cái loại rau này thì có cái bề ngoài rất là giống với cây dương xỉ nhưng kích thước có phần nhỏ hơn. Từ lâu có loại rau dớn này đã trở thành một loại rau quen thuộc và là đặc sản của bà con vùng cao. Riêng về công dụng làm thuốc thì mình có thể sử dụng toàn cây để làm thuốc. Nhưng cái công dụng được biết đến rộng rãi vẫn là cái công dụng mà rau dớn là một loại thực phẩm trong các cái bữa ăn hàng ngày. Lá non thì thường được luộc, xào hay là nấu canh hoặc là ăn sống. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết được những cái tác dụng rất là tuyệt vời của cái loại rau này. Về mặt dược liệu thì rau dớn có những cái công dụng sau đây. Công dụng đầu tiên đó là khi mà mình sử dụng cái rau dớn này, mình có thể mang về phơi khô hoặc là dùng tươi đều được. Nhưng mà khi phơi khô thì mình nấu nước uống giúp lợi tiểu, giải nhiệt và chống táo bón rất là hiệu quả. Bên cạnh đó, nó còn có công dụng chữa các cái bệnh lý thông thường như là cảm, ho hay viêm họng. Ngoài ra thì rau dớn cũng được đóng vai trò như là thuốc giảm đau, giúp đẩy lùi các cái cơn đau âm ỉ do cái bệnh lý viêm đại tràng, giúp dễ ngủ và ngủ sâu hơn. Không chỉ ở Việt Nam mà rau dớn còn được sử dụng phổ biến ở các cái nước khác với nhiều công dụng khác nhau. Ví dụ như ở Đài Loan thì người ta sẽ sử dụng cái thảo dược này để làm thuốc hạ nhiệt. Ở Philippines thì người ta sẽ dùng cái cây này để sắc cái phần thân rễ lá non, chữa ho và ho ra máu. Còn ở Malaysia thì người ta dùng cái rau dớn này để sắc nước cho phụ nữ sau sinh uống, rất là tốt và bổ. Và tiếp theo đây thì em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị một số các cái bài thuốc từ cái rau dớn. Bài thuốc đầu tiên đó là mình sẽ sử dụng cái lá non 50 g, mình rửa sạch giã nát. Khi mà mình rửa sạch giã nát cái phần lá non này thì nó sẽ có tác dụng cầm máu và làm lành vết thương rất là nhanh cho các cái vết thương mà mình bị khải vết thương hở. Bài thuốc thứ hai từ cái loại rau dớn này đó là bài thuốc người ta dùng để chữa bỏng. Thì mình sẽ dùng 100 g cái lá non kết hợp với ruột của quả bí ngô 100 g. Mình dùng tươi giã nát và đắp lên cái vùng da bị bỏng. Này ở trong cái rau dớn nó sẽ làm giúp cái vết bỏng nhanh lành và nhanh lên da non nhé. Bài thuốc thứ ba đó là người ta sẽ dùng thân rễ của cây rau dớn 20 g, cắt bỏ cái phần rễ, rửa sạch, thái nhỏ và sắc với khoảng 200 ml nước. Còn khoảng 1/4 thì mình chia làm 2 lần uống trong ngày, dùng để chữa sốt rét. Và một liệu trình thì cô bác và anh chị mình dùng từ 7 đến 10 ngày. Ngoài ra thì mình cũng có thể sử dụng cái bài thuốc trên. Nó có tác dụng như là hạ sốt, điều trị hen suyễn, đau bụng, kiết lỵ, tiêu chảy, đau đại tràng. Ngoài ra thì khi mà phụ nữ sau sinh, mình có thể dùng cái rau dớn này như một là loại thức ăn để giúp điều trị các cái bệnh hậu sản sau sinh rất là hiệu quả. Và đối với các cái bệnh ngoài da như là ghẻ, nhọt hay là mình bị nhiễm trùng da thì mình cũng có thể dùng cái rau dớn non giã dập và mình bôi lên cái vùng da mà cần điều trị thì cũng mang lại công dụng rất là hiệu quả. Hay cô bác và anh chị dùng theo cái cách đơn giản nhất đó là cành và lá rau dớn thì cô bác và anh chị có thể phơi khô và mình dùng để uống như một loại trà để giải nhiệt cơ thể rất là hiệu quả. Trên đây em đã chia sẻ đến cô bác và anh chị những cái công dụng rất là tuyệt vời của cái loại rau dại, một cái loại rau rừng, một loại đặc sản và một loại dược liệu rất là tuyệt vời đối với sức khỏe cũng như là đời sống. Video của em chia sẻ về cây rau dớn đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo. Em cảm ơn cô bác và anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.